Chào thầy cô và các bạn đến với bài thuyết trình của con tên là Nguyễn Hoàng Lâm, ở lớp 7A1 đang học tại trường liên cấp Lomonosov Tây Hà Nội. Sản phẩm của con hôm nay thuyết trình đó chính là chatbot. Về bài của con thì đây chính là giao diện của bài của con. Trong trong này thì có các chức năng nổi bật như là nhắn thì sẽ trả lời được trả thì chatbot sẽ trả lời những câu hỏi của mình, và trong đây con đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu hỏi để đủ để trả lời. Tiếp theo con đã có chức năng xóa tất cả các dòng mà mình đã nhắn trước đấy. Tiếp theo là con đã lưu tất cả các dòng nhắn trước đấy vào một file, và mỗi khi bật lại con có thể nhìn thấy những cuộc hội thoại ở trước đấy. Và thêm một chức năng nữa là mỗi khi mà máy tính trả lời những câu hỏi của con thì nó sẽ đọc lên những giọng đọc. Sau đây con sẽ làm mẫu. Hello. It's very to see you. You too. I am Jobbox. Dạ, và đó là những từ khóa cơ bản mà con đã thiết lập vào trong này. Một điều đặc biệt là trong này khi con hỏi một từ khóa là hello thì máy tính có thể trả lời hai loại, đó chính là hi hoặc là hello. Trong chương trình này thì tại vì con đã cho một biến A là biến random.int, một hoặc số 1 hoặc số 2, và nếu nó là số 1 thì nó sẽ trả lời thế này. Nó sẽ trả lời là hello, còn nếu số 2 nó sẽ trả lời là hi. Và những khó khăn mà con gặp trong quá trình làm bài là tuần này là tuần mọi người đang tập trung thi cử nên con cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị các bài mới, nên thế cảm thấy bài hơi sơ sài. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc ạ. Rồi, ở đây thầy lưu ý là thầy vẫn sẽ nhận xét là các bạn theo một là nhận xét về sản phẩm và hai là nhận xét về cái kỹ năng thuyết trình. Thì thứ nhất là về sản phẩm. Ở đây thứ nhất là về sản phẩm. Thì về sản phẩm của Hoàng Lâm là cũng đã đạt theo những cái chức năng cơ bản của bài về chức năng gửi tin nhắn, chức năng nhận tin nhắn, rồi xóa rồi lưu lịch sử nói chuyện. Bây giờ con có mỗi hai dòng hello với hai, về con tắt đi con mở lại xem nó có đúng lịch sử như vậy không. Đấy, biệt chứng mỗi hai dòng hello với hai như thế này. Đấy, rồi mình chỉnh lại. Đấy, đúng rồi. Đấy. Như vậy là bạn cũng đã làm thành công chức năng lưu lịch sử trò chuyện, rồi phát chuyển đổi văn bản thành âm thanh để mỗi lần cái câu nói máy tính phản hồi thì phải đọc ra. Về cơ bản là đã được có đầy đủ các chức năng cơ bản rồi. Về phần sáng tạo thêm thì ở đây như bạn cũng chia sẻ, như bạn cũng chia sẻ là mình đang không có nhiều thời gian, đúng nào? Vì thế nên ví dụ như ở phần giao diện thì bạn thì có sáng tạo về những đổi màu bằng cái nút thôi chẳng hạn, đúng chưa? Phần sáng tạo giao diện về cũng chưa được nhiều, mới chỉ vì không có nhiều thời gian. Bạn cũng chia sẻ là đang thi, chưa nhiều thời gian để làm mình đổi nút này, rồi có cái phần sáng tạo là
khi hỏi một câu, cùng một câu hỏi của người hỏi cùng một câu hello chẳng hạn thì sao, bạn ấy sẽ có phản hồi một cách ngẫu nhiên đó, bạn một cách ngẫu nhiên. Thì về phần chương trình của bạn là cũng là tương đối đạt yêu cầu rồi đúng chưa, chẳng qua chỉ hơi tiếc một chút là với cái sức học của Hoàng Lâm thì bạn hoàn toàn có thể sáng tạo thêm những chức năng khác cho chương trình, ví dụ như mình hoàn toàn phải thêm cái ảnh vào đúng nào, thêm cái ảnh vào để cho đẹp hơn, hay là về giao diện thiết kế nó khác đi một chút, hay là mình có thể trau chuốt hơn, ví dụ như cái ô này này, cái ô nó phải bằng nhau trông nó đẹp hơn, hay là ví dụ như cái nút này chẳng hạn, cái chữ xóa tất cả nó khá là nhỏ so với cái nút to đúng chưa, so với cái nút to mình hoàn toàn có thể để cái chữ này to bằng cỡ chữ này chẳng hạn, ví dụ như vậy đấy. Tất nhiên là mình có thể giảm kích thước của cái nút đi, mình rõ ràng là mình tăng kích thước của phông chữ lên thì phải giảm kích thước của cái nút đi đấy, thì mình có thể trau chuốt thêm, ví dụ như hay là cái tiêu đề cũng thế đúng nào, tiêu đề cũng nên làm sản phẩm tên là chatbot của bạn chẳng hạn, thì mình cũng nên và chỉnh chu hơn ở những cái nhỏ nhặt như vậy nhá. Còn lại thì về phần sản phẩm thì như thế là đã đạt yêu cầu rồi, hơi tiếc một chút là không có nhiều thời gian để tạo thêm những chức năng nâng cao. Ở đây thì thầy nhận xét thêm về cái phần kỹ năng thuyết trình, về phần kỹ năng thuyết trình thì thầy sẽ nhắc chung tất cả các bạn, vì các bạn dù sao các bạn cũng đã có cái kinh nghiệm thuyết trình tương đối nhiều, là từ khóa Python cơ bản đến khóa Python nâng cao đấy, là chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm thuyết trình rồi, nên ở đây thì kỹ năng thuyết trình của Hoàng Lâm thực ra đã ở cái việc nói của bạn đã tương đối tốt từ trước, tức là bạn nói tương rất là rõ ràng, tự tin, có các phần đầy đủ. Tuy nhiên sắp xếp các phần của Hoàng Lâm thì Hoàng Lâm lưu ý là để thầy cũng sẽ nhắc tất cả bạn khác luôn, đó là gì, khi chúng ta chạy chương trình giới thiệu xong, mình chạy chương trình thì cái việc đầu tiên thay vì mình show cái chương trình của mình lên, mình xem mỗi cái giao diện, sau đó mình làm sao, sau đó mình lại đi vào phân tích cái code là em đã có chức năng này chức năng kia, thì rõ ràng tất cả các bạn sẽ, đây là lớp chúng ta là đã được học sản phẩm này rồi thì còn hiểu đấy. Nhưng mà đây thì khi mình thuyết trình thì mình lưu ý là mình sẽ phải thuyết trình theo đúng các bước, là gì, mình phải hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước, sản phẩm này dùng như thế nào, mình gõ ô chat vào đâu, mình nhấn enter hay là bấm gửi hay là như thế nào, mình bấm nút gửi thì cái nội dung hiển thị và máy tính sẽ trả lời như thế nào, nút xóa tất cả thì sao đấy, mình sẽ phải hướng dẫn sử dụng minh họa trước để thấy được, là để mọi người thấy được là chương trình của tôi có những chức năng gì đó, ví dụ nút xóa tất cả bị lỗi chưa gửi được chẳng hạn, thì mình lúc này thì lúc ở cái phần mà hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ phải nói hết là phần nào làm được, phần nào chưa làm được, cái chức năng rồi lưu lịch sử rồi phát ra thanh giọng đọc tin nhắn thì mình sẽ phải hiện hết, sau đó mọi người đã hiểu được đấy là toàn bộ chương trình của bạn, thì sau đó mình mới phân tích cái mã nguồn mình làm ra cái chức năng đấy bằng cách nào, ví dụ như mình có nói cái chức năng mình có bảo là bây giờ các bạn phải thấy là khi tôi nhấn nút hello lên chẳng hạn, thì tôi gửi tin nhắn hello lên thì máy tính sẽ trả lời ngẫu nhiên lúc thì hello lúc thì hi chẳng hạn, thì đấy là cái phần mình mô tả cái hoạt động rồi đó, mình mô tả cái hoạt động rồi, sau đó sau khi mô tả xong mọi người hiểu hết những tính năng của chương trình rồi thì lúc đó mình mới phân tích là để làm được những tính năng đó mình cần những lệnh nào đó. Và đây thì lúc nãy Hoàng Lâm cũng chia sẻ phần đấy tương đối là đầy đủ, việc tạo một biến giá trị ngẫu nhiên kiểu INT chỉ có một trong hai giá trị mà thôi, vậy thì nó sẽ rơi vào một trong hai giá trị, nó sẽ lấy ngẫu nhiên cho nó kiểm tra xem, nếu rơi vào giá trị một thì sẽ nói là câu gì, rơi vào giá trị hai thì nói là câu gì, được chưa đấy. Thì đấy là thầy nhắc chung cho tất cả các bạn về cái cách mình dẫn dắt bài thuyết trình của mình, được chưa. Ngoài ra khi chúng ta ở cái bước mà mô tả sản phẩm hướng dẫn dùng ấy, thì các bạn cũng quan sát cũng cũng để ý thầy, đó là mình sẽ phải ví dụ như là nếu mà cái ô chat của mình có nhiều dòng chẳng hạn, thì khi mình chat thì nó chuyện gì xảy ra, thì cái nội dung chat có thể làm sao nó không hiển thị trên màn hình. Hoàng Lâm thử enter enter nhiều dòng để cho nó xuống đến hết đây đi. Gửi nhiều lần, tức là để cho cái nội dung chat trở nên nhiều ấy, con làm thế nào con thêm các cái dòng trống để cho nội dung chat nhiều thêm đi.
đấy, nhiều vào nhiều vào đấy. Ở đây lại còn có thêm một cái nữa là gì, ở đây không 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 xuống lòng à, đấy là cái mình chưa chu rồi. Bây giờ giả sử, nếu mà bây giờ mình nhập một tin nhắn mới, con cuộn chuột lên trên đi, ở trên này con cuộn chuột lên, ở lên trên cái dòng đầu tiên đấy, nếu bây giờ mình gửi tin nhắn mới thì sao, nó sẽ không tự động cuộn chuột xuống hiển thị cái nội những cái nội dung mà chúng ta vừa gửi xong đấy. Vì thế nên khi chúng ta trước khi chúng ta gửi, chúng ta minh họa là đây tôi sẽ gửi một từ này, nó sẽ hiển thị lên, thì mình làm sao, mình không biết cách làm cho nó tự động cuộn xuống thì thôi, mình phải thủ công, mình phải cuộn chuột xuống cuối cùng đã đấy, sau đó thì mình mới nhấn gửi tin nhắn để mọi người có thấy được. Vì thấy thấy một số cái phần minh họa của Hoàng Lâm cứ chat nhưng mà màn hình lúc đấy nó hiển thị nó không thấy cái dòng chữ phản hồi đâu, nó không có dòng chữ phản hồi đâu, bởi vì mình chưa cuộn xuống cuối cùng. Thì lưu ý về cái cách mình thuyết trình nhá. Tôi chưa kể là đấy, cái phần này này, phần này thì bổ sung thêm cái xuống dòng sau khi computer đấy, được chưa nhỉ? Rồi đấy là phần nhận xét của thầy về bài của Hoàng Lâm. Sản phẩm thì đã đạt yêu cầu rồi, kỹ thuật lập trình ok rồi, mà phần thuyết trình thì cái kỹ năng thuyết trình là mình đã có, và cái nội dung thuyết trình nói cái gì trước cái gì sau thì cần phải chú ý hơn đó. Rồi ok, như vậy là Hoàng Lâm đã hoàn thành xong bài thuyết trình của mình.